cái hôm mà quay cái cảnh em với anh Tuấn thì lúc đó là em cũng thấy bình thường. Nhưng mà cái cảnh mà là khi mà quay cái cảnh mà lau xác á, thì hôm đó em nhớ là chiều sập tối, thì tại vì em là một cái người rất là nhạy với tần số năng lượng âm, em rất là nhạy, nên khi em mà vô cái chỗ đó xong cái tự nhiên em bị mệt ngang luôn, khó thở mà em thở không được, xong em phải gọi cho anh Trung, em nói anh Trung em vô đây em mệt quá, anh Trung ơi em bây giờ chưa tới cảnh của em đúng không, em xin đi ra ngoài nha. Đúng. Mà đúng là em tự nhiên lúc đó em vô xong cái trợ lý em mới nói là chị Ngọc ơi sao cái mặt chị không còn một giọt máu nào luôn á, nghĩa là cái mặt em nó tái dại luôn, mà tự nhiên lúc đó em cảm thấy là sao thở không có được mà rất là mệt luôn, kiểu như người mình nó hết pin vậy. Xong cái em mới điện anh Trung, em nói thôi em đi ra ngoài chứ em ở đây lát em quay không nổi, thì em mới đi ra ngoài em uống cà phê này kia, thì em vừa đi ra khoảng 5 phút thì em bình thường trở lại. Sau đó trước khi mà quay cái cảnh với anh Tuấn thì trước khi vô thì em có xin, em có khấn, em xin là xin đừng có bám, đừng có đi theo em á, đừng có đu vô em á, thì em mệt quá em không có làm việc được đó, thì em chỉ xin như vậy thôi. Thì sau khi mà em vô thì em thấy bình thường.